việc của bạn là không đủ tiền. Cần câu. Nhà lâu thế. Nào bác nào uống nước cam đi. Ừ. Ui giời, lại bày hết lên giường thế để gọn mà cho bạn nằm một chỗ chứ. Uống đi cho khỏe á. Tôi cho bà mời điện thoại bà gọi thế. Không mất tiền. Cái điện thoại.
ngò hay sao? Lỗi gì sao? Thank you.
trưa nó mang ra.